Dưới cầu lũ khủng, ta đầu thị tam xuân, vì đường mang dây khổ thọ châu thành, nên ta lãnh ứng nguyên nhung đi giải gia. Chữ tướng sĩ, yeah! Hãy nghe theo lệnh truyền của bổn soái lo chỉnh tề giáo quân, bài khai trận thế chính phạt lũ nam đường cho chúng kiếp quay kiên mê. Đây là ân tiên quân tiểu hoàng cô hãy chấp chứng chức tham mưu ta giao nàng lý thoại ba lô điều khiển. Xin tuân lệnh nguyên nhung để lò cứu nước báo phụ cầu, quyết chiếc gà dư hồng cho giặc nam đường biết danh, và tung thức giang sang lại chất chưa thêm thù nhà thì đâu xa gì đến chuyện tử sanh. Trên dưới quyết một lòng, vậy thì chư tướng sĩ nhắm đường dinh tiến tới. Ô kìa, dưới cờ xem đã rõ, một nữ tướng ra quân, có lẽ nay tâm trào hết kẻ hùng anh, nên phận liễu yếu phải dâng thân vào chỗ chết. Tên tặc tử chớ vội khua môi múa mép, mi có từng nghe danh tiếng của Triệu Hoàng Cô? Nàng là Triệu Hoàng Cô thì ta là Tả Dinh Đô Tống Trịnh Anh, Tam Thần Phủ là biệt danh của Trịnh Mổ. Chống cự với ta nàng sẽ bị Ngọc Hoàng giữ sổ, hãy xuôi tay chịu trôi quy hàng. Thôi đừng khoe khoang nói bướng nói càng, hãy đỡ lấy vũ kiếm để tranh tài cao hả? Quân sĩ, quay cản con cọp cái đó để cho ta chạy trước. Tên giặc đường bán hay dừng bước để nếm thử trường thương của Lý Thoại Ba. Trời đất ơi, bữa nay có lẽ loạn rừng rồi, nên ta gặp cả một bầy cọp cái. Thôi cầm đi, chớ khi dễ xúc phạm bà đây. E ai đó có toàn thay, vậy hãy mau quỳ xuống đây cầu xin, là người tha mạng sống đời với thiên hạ. Chớ dội quên bua đồng, có cô hồng đã mấy đời. Vậy thì đỡ. Chạy mẹ ơi chạy. Đường tặc tử đừng mong chạy thoát, có đào tam xuân nguyên soái đón chờ ngươi. Nay là ngày tận số của ngươi rồi, hãy quỳ xuống đó ta đưa hồn ngươi về chính xuôi. Gặp con mẹ này khó mong thắng nổi, tướng sĩ hãy coi chừng cản nó lại cho ta giọt. Chớ tướng sĩ, yeah! Mau nhắm hương đường dính tiến tới. Kìa Trình tướng quân, sao ngài không ở lại trại dinh, chạy đi đâu mà hớt hơ hớt hải một mình? Hay là không xong rồi dư đạo trưởng ơi, bữa nay nữ kê tắc quái, gà mái đá gà cồ, mấy con cột cái xúc lại để vô. Ta nào thấy ai là kẻ tài ba xong pha giải dây, bữa nay sẽ gặp một bầy nữ tặc, rồi ngài sẽ nghe tin tôi không nói ngoan. Chớ tướng tân binh đó, 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 đó. Tụi nó tới đó, chạy mau đạo trưởng ơi, chạy chạy chạy. Lý tham mưu ơi, từ ngày cùng gã Dương Hồng giao chiến, Triệu Hoàng Cô bị phi kiếm chém trọng thương, ta treo miễn chiến bài lo chạy chữa thuốc thang, nhưng vết thương đó đã hết phương điều trị. Bẩm nữ soái, có một nữ tướng tài ba vừa đại phá binh đường, giờ đến trước trại dinh xin được vào đây bái kiến. Cho vào. Tuân lệnh. Nàng kia, nàng là ai, từ đâu đến, có điều chi cần gặp mặt ta? Sông tỏa sơn quê ngụ, Lưu Kim đính tâm danh, đã cùng quân Bảo Cao Lan ước thể đá vàng, nay đến đây
tìm chàng đặng hỏi cho tường chân giả. Nàng ở trên dãy đất nhà Lương, sao quen được với người Tống Thất? Thưa nguyên soái, âu cũng là mạng lời nàng. Nhưng khốn nổi hiện giờ mẹ chồng nàng đang khỏa trọng thương vì phi kiếm của Dương Hồng, nên ta không biết quyết định sao cho phải. Dạ thưa, mẹ chồng của tiễn nữ là... Là Triệu Hoàng Cô đang nằm trong phòng kia. Dạ, con có linh dược của Lê Sơn Thánh Mẫu, xin Nguyên Nhung cho con vào chữa trị cho mẹ chồng con. Xin tạ ơn nguyên soái. Người cứu mạng tiên phương là người này nè. Xin vạn tạ thâm ân. Coi kìa, đừng có lại dâu con trong nhà mà lại lục gì. Hả? Nguyên Nhung nói đây là... Dạ, con là Lưu Kim Đính. Bẩm nguyên soái, tôi xin một mình ra trận, quyết tâm tận diệt Đường Bang, cho binh tướng khỏi nghi nan, sao gặp mặt Cao Lang cho thỏa dạ. Cháu có ra trận hãy ráng giữ mình, đây là lĩnh tiện để làm tin, vào hải quan kêu khai thành hộ gia. Tuân mạng. Mai sao gửi thân tơ nào.
Phủ Đồng Môn chiếc tước, Hiệu Tam Phủ Trịnh Anh, thể quyết bất nhiêu sanh, nguyện sát tha nữ tặc. Cha trả, con gà mái giữ đà quá dữ, đá gà cầu mệt muốn đứt hơi. Ở đây nữa chắc tôi phải chào trời, chi bằng thủ thần búa bà chân tốt cẳng. Chạy 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 chạy. Cả tiên kêu quân sĩ cấp báo với cao lan, có lưu nương cứu gia thanh hoàng, xin khai đông môn nhập bái. Trẫm ngỡ là đào nguyện xoay, nào thấy đâu nữ tướng vô danh, làm sao biết được giả chân, có việc gì làm tin ấy dâng lên cho trẫm. Dạ muôn tâu đây là lĩnh tiễn. Trời, giấc làm tin nó rơi lúc giao tranh, biết nói làm sao cho thanh hoàng tin tưởng. Dạ muôn tâu, thần Lưu Kim Đính đã đến nước với Cao Lan, xin thanh thưởng ấy cho đòi chàng đến đây để tận tường sự thật. Quân bảo vượt sang Trân Tây Môn, phiền nàng hãy sang đó gặp thanh hoàng. Cả tiên kêu quân Trân Tây Môn mở cửa, có ta là Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu Thành, mau mau mở cửa cho ta và Cao Lan tương hội. Quân bảo vượt sang Trân Nam Môn, nàng hãy mau đến đó cho vợ chồng hợp mạch. Thánh hoàng. Triệu Tiên Phương, chẳng hay bệnh tình của Trung Giọng Hầu có thuyên giảm chút nào không? Muôn tâu, bệnh tình càng ngày càng thêm trầm trọng, lại trở chứng điên cuồng nói toàn những lời bất nghĩa bất nhân, thần lo sợ quá. Buông ta ra, buông ta ra. Ta là Trung Giọng Hầu Cao Hoài Đức,
phụng đường triều lĩnh giải, ta quyết trà đạp công bán, buông ta ra để cho ta dắt Tông Dương về trị tội. Chả chả, hãy cho Cao Hòa Đức giao nghịch mạng khí quân, võ đao quân đem ra pháp trường hạnh quyết. Xin thánh hoàng nghĩ tình người đã dài công hạng má mà dung tha cho kẻ tôi thần. Đó chẳng qua là lời lẽ kẻ điên cuồng, chắc người đã bị bọn tà ma hãm hại. Xin thánh hoàng rộng lượng xét linh suy. Những ngày qua pháo sông tên cũng đã chứng tỏ cho tấm lòng trung dòng. Nay người có muốn lời xúc phạm cũng chỉ trong cơn mê trí điên cuồng. Trung giọng hầu, hãy định tĩnh lại, đừng phạm thượng khi quân tránh không khỏi tội. Phu quân hãy nhớ lại đi, đây là Tống Trào, thiếp là vợ của phu quân đây. Cầm đi, cầm, đừng có nói điên. Ai là chồng của Mỹ mà Mỹ xưng là vợ? Ta là Trung Giọng Hầu, là dũng tướng của nhà Đường, quyết đột pháo xong tên sang bằng Tống Quốc. Ta là tướng của trời và là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Xưa kia ta ở trên trời xảy chân rất xuống làm người thế gian. Ta là con của Nghĩa Gộc Nghĩa Hoàng, nay mai ta kết dân xa về trời. Bây ơi lại đây mà xem, trời đất ơi vui quá. Áo vàng, áo đen, áo xanh, áo đỏ, đi đâu mấy cái thằng nho nhỏ. Nghĩa Hải nghe ráng chờ nhà, đừng có bỏ nhau. Thần Lưu Kim Đính xin đi đầu ra mắt thánh quân. Trẫm miễn lễ khánh hải bình thân. Con kính mừng mẹ. Con ơi, gia gia con sao bỗng trở chứng điên cuồng, không biết làm sao cho người lành bệnh. Xin mẹ hãy đốt đạo linh phù này cho cha con uống. Hãy đưa Trung Giọng Hầu về dinh tĩnh dưỡng, truyền bái trào. Ai đã cứu tôi đâu bà? Con dâu của ông đó chứ ai? Dâu của tôi? Tôi có cưới vợ cho con tôi hồi nào đâu mà lại có dâu. Lưu Kim Đính đây là người đã cùng thằng Bảo nhà mình hẹn ước. Con hãy tới lại ra mắt cha con đi. Con xin dập đầu ra mắt gia gia, xin gia gia tha tội. À thôi khỏi lại, tôi có biết nàng là ai đâu mà nàng gọi tôi là cha. Tôi đâu có dám bắt tội nàng đâu. Mà nàng xin tôi tha tội, tôi chỉ giận là giận cái thằng con á tôi dám vượt dòng gia nghiêm mà học thói trăng qua mèo má gà đồng. Bà vào trong gọi thằng Cao Quân Bảo để tôi hỏi cho thành cái chuyện hôm nay. Tôi hỏi coi nó có còn xem tôi là cha của nó hay không đó. Mà tứ quyền định đoạt chuyện hôn nhân, không hề mở lời hỏi ý kiến của tôi. Ông cũng không nên cố chấp mà làm gì. Chúng nó thương nhau rồi mình tác hợp là xong. Ai tác hợp? Tôi. Tôi sẽ giúp đôi trẻ được dạy duyên ca nước, cho phỉ tình ngày đời. Tại sao bà chống lại tôi bỏ nghiêm quân của gia đình, đi binh vực cho cái thằng con ngô nghịch? Mẹ ơi, nếu cha không thương thì con đành cam chịu. Chỉ tuổi cho con đường xa lặng lội, tưởng gặp chàng cho thua già nhớ. Đã bao ngày chờ đợi
ông á nha, ông quả là người vong ân bội nghĩa. Ai cứu ông khỏi bệnh cuồng điên, ai giúp ông khỏi tội nghịch mạng khi quân cho ông khỏi chết chém rồi bây giờ ông làm khó làm dễ. Tôi nói thiệt với ông nha, tôi đã nhất định rồi. Tôi nói thiệt với bà nha, bà đừng có nói ra nói vô gì hết, tôi cũng nhất định rồi. Ông nhất định sao? Tôi nhất định. Nhất định sao? Nhất định cưới con dâu của tôi cho thằng Bảo đó. Đi bà, mình vô trong cho vợ chồng nó nói chuyện riêng. Đi mà. Cao Lan, về đi. Cao Lan, ta đã bảo về đi sao còn đứng đó? Phận nữ lưu sao dám vượt khuê môn? Bởi xa vắng ai lòng nghe lạnh cô đơn, nên mới vượt ngàn dặm đường xa cho thỏa lòng thương nhớ. Ta bảo nàng về đi ngay. Nếu cha mẹ ta vào đây gặp thì làm sao khỏi người bắt tội. Đi ngay. Trời ơi, nếu biết tìm đến đây cho người ta phủ phàng xua đuôi thì tôi đâu có nhớ thương chờ đợi vượt muôn dặm tìm mãi chỗ vơi nhớ vơi sâu. Giáp nhuộm máu hồng, tóc mây rối bởi lăng mình trong khói lửa, muôn vàn hiểm nguy mà lòng không sợ hãi, bởi thương ai sanh tử đâu mà. Ta đã bảo nàng rời khỏi nó đây lập tức. Đi chưa? Trời ơi, sao còn đứng đó? Mẹ ta sắp vào đây rồi, ta biết ăn nói làm sao đây? Chỉ thêm chua xót đoạn trường, người ta đã chẳng chút xuống thương, lấy còn nặng lời xua đuổi, thôi thì còn lưu luyến nữa mà chi. Em xin rời khỏi đây ngay, đừng mong đâu vậy? Trời đất ơi, nói mà không nghe. Mẹ vô rồi đó, em có thấy không? Đi đâu vậy con? Chứ mẹ nghĩ coi, người ta xua đuổi làm sao con ở được? Ai dám cả gan xua đuổi dâu của mẹ đó? Mẹ nói vậy là đứa nào chọc dâu cưng của
của mẹ giận hả? Mẹ sẽ đuổi ra khỏi nhà. Mẹ, vậy là... Lưu Lưu, em... Hay cho Lưu Nương ỷ tài cậy sức, phá được binh giải cứu Tống Dương. Sức tài ta có thể cử đương, chỉ bằng dũng thư phụ trù Lưu Kim Đinh. Thần kim vọng tưởng tôn trướng sức mi, cùng thịnh đao đàn đường, chứng cho đệ tử điều binh khiển tướng là hỡi âm binh ơi. Ta sai linh cảm quyền đô đại tướng, đốc tam hồn thiên nữ mà tình, ấn ngũ đôi chân ấn hiển linh, âu kim đính chân tình tóc giáng hồ. Miễn lễ chư khanh hải bình thân, Lưu Hiệp Khánh trầm ban ba chung ngữ tử, thượng công phá giặc phò vua, xả thân vào nơi khói lửa, giúp cho nước thành nhà an, một lòng một dạ với quân vương, nào màng sanh tử tôn dung, đáp đền ơn tất đất nguồn sâu, rồi đây sẽ tận diệt đường bang, xin thánh quân truyền ban chiếu chỉ, dỗ an chiếu mẫu lòng dân, đức ơn trời cao biển rộng, nơi nhuận gội hồng ân. Nay giặc chưa quy hàng, nhưng chiếu theo cơ trời, thì một ngày kia lũ đường băng phải quy phục tấn trào. Lưu Hiệp Khánh hãy cản chúng ngữ tử. Dạng tạ ơn Đức Thanh Hoàng. Chết à, tôi rồi. Lạ không, sao bỗng nhiên Lưu Nương bất tỉnh? Lưu Nương, tỉnh lại mơ Lưu Nương. Trời ơi, lửa lửa ở nơi đầu cháy nhầu ruột gan. Kia ở trên cao có thằng mặt đen mà sao râu đỏ mắt cao, sao mày muốn giết tao? Ông ơi đừng giết tôi, tội nghiệp tôi trăm lại ông ngàn lại ông, xin ông dung tha cho tôi toàn mạng, kỳ ơn ông cao trường hôm nay tôi xin kết cỏ ngậm dành. Ông ơi, ông mà hãy tha tôi về, kẻo chồng tôi trong đời não nề, tôi chẳng kịp về thì chàng lại giận tôi. Trời ơi, ruột gan tôi như ai sẽ ai giận, chắc đành vĩnh liệt cõi dương trần. Ai, ai mở lưỡng biển trời cứu mạng. Now
đâu bình địa nổi phong ba, ai gây cảnh đất bằng sóng dày. Lưu nương ơi hãy hồi tâm định tình, nỗi lòng anh như ai sẽ ai dần. Con khỏi bình chỉ có một mình nàng hòa ta tống băng. Nếu nàng không lành bình, lũ giặc đường sẽ thừa cơ dây khôn. Chúng ta có ai đâu đủ sức đủ tài để mà cứu nước phò vương. Xin ơn trên hoàng thiên hộ độ giúp cho bảo của nàng đây. Ai xui chi cảnh đoạn trường, niềm vui chưa trọn nỗi buồn lại dân. Cao Lan, Cao Lan ơi thôi đành vĩnh biệt, chia cắt đôi đường tình chẳng trọn tình. Duyên đành trái duyên, tưởng sống bên nhau đến tóc bạc răng long tròn, ước nguyện bụi ban đầu ai ngờ lại biệt ly. Lưu nương em hỡi, sao trời nở đóa đài gây cành hận sâu khách. Giang Tế. Dạ không, không phải là Giang Tế. Tôi là Phùng Mậu, dân lệnh thầy Hạ Sang đem linh đơn trị bệnh cuồng cho Lưu Kim Đính. Hãy đốt đạo linh phù này cho Lưu nương uống sẽ khỏi bệnh ngay tức khắc. Coi chừng, coi chừng Giang Tế dụng mưu gian để hại mạng nàng. Nếu mãi nghi ngờ thì Lưu nương sẽ tán mạng. Tôi xin đem tính mạng mình để bảo đảm. Tình thế cũng đã tuyệt vọng rồi, Cao Hiệp Khánh, hãy cho nàng uống thử mai ra. Cao Lan, Cao Lan kìa. Lưu nương, nàng đã hồi tình. Dạ, xin vạn tạ ơn đức ân nhân. Đó là bổn phận, xin Cao Huynh đừng quá bận tâm. Ngày mừng vui đã qua rồi, phút giây khổ sầu đau buồn. Ly rượu mừng ban người công lớn, đem thuốc cứu hiền nhân khỏi tay bàn. Cảm ơn người đã vì tôi mà nhọc công, chớ nên bận trí vì chẳng qua là dương mơ. Đã vui duyên tớ loan đẹp sắc cầm thương nhớ quá rồi, còn tôi chỉ chiếc bóng riêng mình. Thương mình ôm gối đơn đêm buồn riêng nhớ. Cảm ơn.
cấm truyền lệnh, từ nay Liêu Tân Thành hai nước anh em suốt đợt trống không một tên quân Liêu nào xâm phạm quái bờ Đại Tống. Hậu đội biến thành tiền đội ban sư hội trao. Bệ hạ, bệ hạ đã chấp thuận lời tâu của hạ thần lui binh về Liêu Quốc. Riêng hạ thần còn biết phải về đâu, về đâu? Nó cười cho mặt đất mênh mông mà chẳng có nơi cho ta dung thân bé mòn. Đinh Tông bị thù về Liêu bị giết, Kiều Phong này có tội lỗi chi? Phải chăng là tội không cho con người quý diệt con người? Hỡi nhàn mông quan, mi đứng tại biên cương hai nước đã lâu đời, có thử đêm mấy lần Liêu xâm lấn tông mà mấy lần tông sát phạt Liêu? Có thấy cha ta ôm xác mẹ ta nhảy vào nơi vực thẳm gì không muốn sống để báo thù? Các giỏ khoai tự nhiên ta được người tâm dưỡng nuôi từ lúc sơ sinh cho đến ngày khôn lớn. Cả tông dân đều tốt đã về Liêu mới biết đất Liêu không hiếm kẻ thương người. Mang rỡ dân minh không thể xét bằng màu da hay nguồn cội giống nồi, mà phải xét bằng tâm hồn hành động. Vì có người đi xem mang rỡ lấy dân minh, có kẻ tự xưng dân minh lại là mang rỡ. Tâm niệm như thế hành hiệp cứu đời, ta bị đồng loại đuổi xô thù ghét buộc phải giết người, vì sinh hoạt khác nhau. Hỡi Đại Liêu đất tổ, Tân Quốc ân sâu, Kiều Phong xin vĩnh biệt. Trời ơi, tỷ phu đã tử tử yên, ngắm giữa trời quang, ai như nhân vũ giới, người đã sống trên đời chớ tàn sát lẫn nhau như thầm nói lên nghĩa tình và tròn bốn phận cùng em. Đã hết rồi sao những túi lãng du, những ngày phiêu bạc không không còn mãi đi phu, nhưng đang đến lượt mũi bồng thân xác tỷ phu ru lại các phiên tình. Mỗi khi tiểu mũi đến gần như những ngày xưa, không còn xem tiểu mũi là đứa trẻ con dốt nát tình yêu người lớn, và cho phép tiểu mũi ôm tỷ phu mà than khóc, chẳng biết khóc như trẻ con hay giống tình nhân khóc vì biệt nhân tình.
sinh thực hành tham vọng phá hoại cuộc đời. Tỷ phu ta vì âu lo thế sự, không có thì giờ nghĩ ngợi đến ta. Hãy đi đi kìa vô tháng chi, ngươi đến đây vừa kịp lúc, ta trả đôi mắt này lại cho ngươi để không còn thiếu nợ gì với ai. Sức ta đã kiệt thân
sĩ ba quân lốp chết lốp xa vào tay giặc. Lòng ta như lửa đốt thúc dục chỉ hờn căm, nhưng lực bất tòng tâm phải đành ôm hận. Phương ơi, hồng thiên không thể chống sối bày. Tiên dương ơi, tại sao Tây Sơn phải đến ngày này? Đời không rửa sạch, dân nhà Nam kiếp kiếp oán hận ngươi. Phu quân, phu quân ơi, phu quân ơi, thiếp xin để ta chàng trước giờ. Đất phú xuân thiệp chẳng tiếc thân, chỉ thương các con phải chung chịu giữa pháp trường như mẹ với cha. Nguyễn Ánh, quân Tây Sơn chết đi nhưng vẫn là danh tướng. Bồi thề xuân này mãi mãi lưu danh. Ai đập chết cô đó cho ta? Ta còn nhỏ dại, chúng có tội gì mà ngươi dùng vào bảo cho quân sĩ đập nát thay? Tội của ngươi cao ngất tận trời xanh, ác độc đó con ngài, cả gia ngươi phải trả, cả gia ngươi phải trả. Các con ngươi, tiếc cho mẹ cha thất thế xa cơ. Mẹ đứng đây nhìn quân giả mang đập nát con mình, ôi ruột gan như xe trước mẫu tử thâm tình. Con gái lớn của người, ta sẽ cho voi xé tại nơi này. Ngươi hãy nhìn kia, chúng đang chớp chờ. Quân cho voi dài ngát thịt. Trời ơi, tiếng của con tôi, cứu con với mẹ ơi. Tiếng con thét là đất trời.
Thị Xuân hãy trói lại để nằm dài trên cỏ. Bắt ngửa mặt lên trời cho nàng nhìn bước chân dời xéo dài trên da thịt. Tạm thấy máu của Bùi Thị Xuân chảy từng dòng trên đất Phú Xuân. Ê Vui nghe, Vui ơi, ta với Vui đã từng xông pha chiến trận, sao giờ Vui lại giết ta? Nếu còn nghĩ tình Vui hay bước xa. Vui đã lũi dần vì tiếng thét của Bùi Thị Xuân. Vội ơi chớ nghe theo lời của giặc, Vội đã từng giúp Tây Sơn, nay phải nghe lời Bùi Thị Xuân. Chẳng lẽ Vội lại khiếp sợ nàng đến thế? Chẳng lẽ Vội lại nghe được tiếng người? Chẳng lẽ Vội còn biết tình chủ tướng? Không, không, nàng không chết vì tan xương nát thịt. Thì ta sẽ cho nàng thành cây đuốc sống. Ta sẽ hình phạt nàng bằng điểm thiên đăng. Quân, hãy lấy vải nhung vào sát nóng, quấn chặt khắp người rồi cột vào trụ sắt trước sân. Dâm lửa đốt cho đến khi nào thân của Bùi Thị Xuân thành tro bụi. Đốt đi, đốt đi, đốt đi. Đốt đi. Lửa, lửa bốc cao là để mỗi người nhìn rõ mặt quân thù đang phơi bày tôi. Lửa của kẻ giá tâm hồng mộng thiêu hủy xác thân này. Nhưng lửa không thể đốt cháy khi phách của con người. Lửa sẽ làm rạng ngời Tây Sơn chân nghĩa. Lửa đã bao lần giúp tiên đế thắng giặc ngoại xâm. Lửa rực mốt dùng chào đón Bùi Thị Xuân. Trong ánh lửa ta như đứng giữa dòng hào quang chói lòi. Lửa bốc cao sẽ soi đường dẫn lối, lửa sẽ xua tan đêm tối mịt mờ. Quân, đốt, đốt cho đến khi nào thân tàn cốt rủi. Đốt tất cả chiến tích của Tây Sơn. Đốt đi, đốt đi. Lửa, lửa càng cao, gió càng thổi mạnh, ác càng sống thì tội của Nguyên Anh càng nhiều. Ta chết đi là để ngoại bán vào muôn thuở vẫn còn nhớ Nguyễn Anh. Ta với ngươi chưa biết ai là người chiến thắng. Dân Nam còn sẽ còn con cháu của Tây Sơn. Ngày kết cuộc đang chờ ngươi trước mắt. Non sông ơi Bùi Thị Xuân này xin vinh biệt non sông. Dạ tâu bệ hạ, hoàng thái hậu bảo tôi trao bệ hạ một bức tâm thơ. Mẫu hoàng giảng giảng tới. Kìa, tại sao trong thơ mẹ ta bảo ta đừng tin em ta? Và
quay chừng lưỡng sông Thu Ba sẽ nhẫn chìm nghiệp đế. Và bảo ta phải nghe lời Quốc Hương. Quốc Hương, nàng có biết tại sao vậy không? Dạ không biết. Ô kìa, một luồng gió lạnh, áo của nàng mặc qua thô sơ, nàng có thấy lạnh không Quốc Hương? Tâu bệ hạ, lạnh ở đây là lạnh của riêng tôi, không bằng lạnh của muôn người đang thiếu áo. Quốc Hương ơi, họ thiếu áo cũng như nàng đang thiếu áo. Kìa, bệ hạ mới nói gì? Ta nói rằng có một hạt sương rơi trên kênh buôn bay trong chiều nắng hà. Ta nói rằng cánh bướm hồng bỡ ngỡ lòng khát khao đã chôn nở mộng ân tình. Nàng là ngọn hoa đăng hiện hiện giữa đêm trường. Nàng là giọt nước rơi trên vùng đất cháy, là mùi thơm bay đến cõi quan du. Nàng là áng mây tu diệu mềm trong tà áo lụa văn mộng lành cho ấm áp tình trăng. Qua những khi gió lạnh hắt hiu thổi về trong đêm vắng. Bệ hạ, bệ hạ muốn giải thích điều chi? Quốc Hương ơi, rằng một ông vua ngự giữa vàng son gấm lụa, có hoa đăng và bát ngát hương trầm. Vậy mà lòng vua vẫn trong trại lạnh lùng. Quốc Hương ơi, hôm nay ta muốn nói với nàng rằng ta đã bắt đầu yêu. Yêu tha thiết một cành thiên hương diễm lệ đang ẩn mình trong lớp áo thô sơ. Ôi ta cầm lấy tay nàng như ta viết được giảng dần thơ. Bệ hạ, ta yêu nàng và sẽ triền lĩnh mở đại lễ tân hôn để đưa nàng lên ngôi hoàng hậu. Thế là cảnh đôi đẹp trong Lê Dân đã hết, và mùa đông cũng tan mất giữa lòng ta. Bệ hạ. Quân Dương và em đem dâng cho bà một mâm gấm dốc son thơm. Lại gấm dốc son thơm? Không cần, hãy trả lại cho vua đi. Thưa bà, em không dám chào bà. Công nữ, trời ơi, gấm dốc kim cương chuỗi ngọc, mỹ muốn ta làm tượng gỗ kết hoa đăng. Mỹ muốn ta không heo lạnh giữa mùa đông, hay mi muốn nhốt mãi một linh hồn ích kỷ. Không, không, ngoài sai có muôn người đang chết đôi, ăn rễ cây ly la kết xiêm mi, đi lên trong bao hình dốc khô gầy, có bóng dáng người cha già đang run rẩy. Cha, cha ơi, con sẽ dứt kết ngọc ngà châu báu và xé nát cả xiêm ơi. Lìa bỏ cuộc đời cung phi, trở về cùng mà cha đây, mặc gió sương dài dầu hay nắng hạn mưa đầu. Lòng thầy nguyện lìa xa gấm nhung, cho kiếp qua thoát nơi hoàng cung. Đầy bát vàng mà không trái tim, không xót xa tư dân đang lầm than. Dạ thưa công nương. Kìa, Đào Cam. Dạ, kẻ này đã đưa lão phu đến Tiêu Sơn Tự được an toàn, xin về đây bẩm lại cho công nương ấy. Đào Cam Mộc, ta
Tại sao anh gọi em là công nương mà không gọi bằng quốc hương như thuở trước? Tại sao vậy? Hay là anh đã vội quên lời đến nước vì em là một kẻ cung phi? Em ơi, tình ban sơ dù chưa nói cạn lời, nhưng niềm lưu luyến không bao giờ phai lạc. Anh ơi, nhớ một chiều thu lá ngập đường, ta đi trên lá nói yêu đương. Nghe đôi chim hát câu nguyện ước, nắng nhạt khi mơ dệt mong hương. Anh nghĩ tình ta đẹp thế này, nhưng sao người ấy lại vào đây để gây nên mối duyên ngang trái, để cả đôi lòng chịu đắng cay. Vì người ấy là vua. Là vua? Trời ơi! Ngày mai có một con đò đưa hồn ta tới bên bờ đau thương. Xin anh đừng nói đến một chuyến đò ly biệt. Anh không nói, nhưng lệnh của ngài phụ chinh đã nói. Xin công nương hãy xem. Trời ơi, cha ta cũng buộc ta phải ưng long việc. Công nương ơi, tôi cũng thấy tim lòng tan vỡ, nhưng vì muốn dâng nên duyên nợ phải ta. Xin công nương hãy xóa bỏ đi một giấc mộng lành mà hai ta đã dệt thành nguồn mơ ước để xây đắp tình cao rộng. Thôi thôi, số kiếp đã định rồi, xin công nương hãy quên đi những gì tuốt về quá khứ, và nên xem kẻ này là tên quân hầu dễ của đức vua và của một bà hoàng. Bà hoàng, trời ơi, anh cũng vẫn còn mỉa mai em nữa. Thôi công nương ơi, trong canh tư đã điểm bao hiệu ta thức suốt đêm thâu để khóc cho một mối tình đầu mà hai ta nhìn nhau đổ cạn lệ sầu, để rồi ngày mai đây quốc hương sẽ bước lên ngôi hoàng hậu, đi giữa muôn ngàn tiếng vạn tuế tung hô. Trong khi kẻ này âm thầm ôm gươm trở về quân ngũ, như một trương chi mang nặng khối u tình. Tại sao anh lại với đời anh như chàng trương chi thổi sao, trong khi em không có mang một tâm tình lạnh nhạt của mỹ nương. Anh ơi, dầu ly tan anh vẫn là trăng sáng, là hương thơm, là mùa ngày xuân muôn thuở của mộng đẹp ban đầu. Và xác thân này có chết đi thì tâm tình em vẫn sống theo gió lòng bốn mùa, để đời đời quyện lấy bóng hình anh. Thôi, vĩnh biệt công nương. Tào Cam Mộc.